Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác đi du lịch mà đang bị bệnh á. Anyway thì tụi mình sẽ đi 4 ngày. Và đặc biệt là tụi mình sẽ không có mang laptop đâu. Gọi là để nghỉ dưỡng thật sự, chứ mình cũng không muốn là giống như là đi làm ở chỗ khác ấy, kiểu... Trời, thôi không nói nữa, mệt quá. Không, cái này là tình yêu của ông xã với Đăng. Không bao giờ. Không bao giờ. Slowly, we can bring our palms to cover our closed eyes. Open the chest. And then just stretch your legs up so your knees can bend. Yeah. Exhale, knees down, slowly lowering yourself onto your belly. Ooh. Yum. Say hi. Hello. The milk is so cute. Chịu chưa? Thôi, chim quyến rủ không? Tèo 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 tèo. Sau bao nhiêu lần thì tôi vẫn quay trở lại với lũ mèo. Rõ ràng là nô lệ. Không thể nào có một con vật mà dễ thương như thế này được. Tưởng là thoát được. Tưởng là thoát, nhưng không. Cái mắt nè, trời ơi, trong veo. Do you want to... Ủa? Trời ơi, nó vừa hết. Nó bắt con kiến. Gió dữ vậy. Sáu. Quậy mãi thôi. Hai ba. Ta đang thi mèo. Nó dài rồi. Đây. Hi. Peaceful.
thất thường luôn á mọi người, kiểu khó dự đoán kinh khủng khiếp á. Bây giờ là đang sấm sét đùng 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 đùng. Đây là cái đêm cuối cùng mà tụi mình sẽ ở Phú Quốc rồi, và cảm thấy rất là buồn luôn á, kiểu cảm thấy là trời ơi sao mà nhanh quá vậy. Ban đầu á là còn sợ chán á, kiểu nghĩ rằng là Phú Quốc thì không có gì để chơi nên là đi vậy thì có hơi bị lâu quá không, nhưng mà cuối cùng thì trời ơi thời gian trôi qua nhanh thật sự. Thì mình cảm thấy chuyến đi này nó rất là wholesome và nó tuyệt vời hơn mình expect rất là nhiều luôn. Ban đầu mình chỉ nghĩ rằng là mình sẽ đi giống như là đi trốn công việc vậy đó má. Nhưng mà khi mà được surrounding bởi cây cối và thiên nhiên như thế này á, mình cũng cảm thấy là mình quan sát được cái cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách rõ ràng hơn rất là nhiều luôn. Mình cảm thấy rất là bình yên và an toàn á. Và cái chuyến đi này mình cảm thấy là nó đang nhắc nhở lại là bản thân mình đang muốn sống như thế nào. Và mình rất là vui vì đã cho bản thân cái cơ hội được trải nghiệm và kết nối với thiên nhiên như thế này. Chưa bao giờ mình cảm thấy mình kết nối với thiên nhiên mạnh mẽ như ở đây á. Có mặt. Hello. Hey. Goodbye. Ủa? Trời ơi, cả mưa mà nó cũng đẹp như thế này ghét ghê á ha. So this is what we waiting for. Oh, I don't know. Is it the lyric? I don't know. Để chưa dắt mọi người đi room tour nữa thì ủa ta có đang ở trong khung hình không? Mày trong khung hình nhưng mà những cái khung cảnh thì anh nó xuống khỏi độ má mày đưa tao cảm giác. Welcome to our place. Even though we are living tomorrow and usually people will make the room tour room before at the beginning. Of okay. The beginning, but we do it at the end. So okay, don't judge us. So this is the room. So you can chill. You can chill like this. Oh, it's getting wet because of the raining. So cái này đi. Bàn, cà phê, trà, sách, viết, la la la. Ở trong này. Trời ơi, không thể nào vừa hơn mất. Đây là cái giường thôi. Nhưng mà á, cái kệ ở đây rất là đẹp luôn á. Tại bởi vì nó không có thẳng thớm đâu mà nó vậy nè, nó rất là imperfection đó, nó kiểu nó không có hoàn hảo mà mình rất là thích luôn á, kiểu nó quằn quèo quằn quèo. Đây là mấy cái chi tiết ở trên này nó cũng quằn quèo quằn quèo quá, dễ thương lắm. Xong rồi ở ngoài đây sẽ là gì đó, thấy gì không? Thấy đó, nghĩa là vali của tụi mình. Ủa cái này có tùm lum không? Thôi kệ đi, không trên này không tùm lum đâu. And the toilet, thích nhất là cái toilet, bởi vì đây là cái toilet mở, sẽ tắm ở đây with thiên nhiên. Ôi trời, đó. Sao mọi người sẽ xuất hiện cái kiểu ở trong này. Đó, là xong. Thích nhất cái này đúng không? Đây là cái view trước cái phòng của tụi mình. Thì bên này là cái hồ bơi. Hồ bơi nhìn vậy thôi cho nó to với nó rộng lắm. Sâu nữa. Ừ, sâu nữa. Xong rồi đây là cái bãi cỏ mà insert vô đây. Okay, cái chỗ tụi mình nha. Gọi là đọc sách okay, tuyệt vời. Trời ơi, đỉnh quá à. Trời, sao mới say sao uống rượu đế vậy bà nội? Cố lên mày, xuống luôn đi, đứng đi. Bye bye.